Vừa ăn lại vừa vuốt nó à? Con kia có vẻ như nó sợ hơn nhỉ? Ôi ôi. Sao ấy? Tay anh đập vào. Em Hải có Facebook rồi, Sử có Facebook rồi. Vâng. Nhá. Vâng. Và khi mà có những cái tin nhắn giả mạo người khác hay là giả mạo với anh thì là đừng có trả lời nhá. Vâng. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử của bác ạ. Và cái đấy thì có các bác có theo dõi được tập phim trước thì các bác cũng đã biết được rằng là trong quá trình mà em Sử là đi chợ của bác không may là gặp tai nạn, có một số vết thương thì là ở bị ngoài da, và đến hôm sáng hôm nay thì em Sử nói là cái phần chân của em thì là hiện tại đang đau quá đấy các bác. Thì cháu Lực đã cho em quay phim của cháu Lực là đưa em Sử đi xuống cái trạm xá để cho người ta khám xem là cái xương của em và người của em thì có bị ảnh hưởng gì không. Thì hôm nay đến buổi chiều thì là một mình cháu Lực mới lên trên nhà của em Hải với em Sử được. Hay thời gian vừa rồi thì trong lúc mà em Sử chưa có gặp tai nạn đấy cô bác, tai nạn xe máy đấy, thì em cũng đã làm. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Một số thửa ruộng là đã làm xong rồi. Đấy, tuy nhiên đó thì là vẫn còn vài thửa ruộng là chưa có xong. Thế sáng hôm nay thì em Sử là đau quá thì cháu Lực cũng không có cho em là ở nhà nữa, cho em quay phim cho Lực để mà đưa em Sử đi xuống dưới trạm. Không biết là hôm nay lên là có gặp lại em Hải ở nhà nó không. Sáng nay thì là nhà em Hải là cấy của bác ạ, thành ra là em Hải lại ở nhà là gọi là thay anh Sử để mà đi làm đấy cô bác. Mới bước vào thôi là nhìn thấy một con chó cô bác. Con này thì là em hai anh em đặt là tên là Gấu. Con này thì rất là đẹp đấy cô bác, không có đuôi, nhìn như kiểu là một con gấu trúc ấy. Hai anh em Hải Sử thì cũng đi lấy cái máy này về rồi. Cái máy thì là trước kia là ở nhà cũ của bác ạ. Và bây giờ thì nhà em có lợn ấy, thành ra là nhà ông thì không có lợn nhiều hơn, thì dùng cái máy này về để mà thái rau lợn này. Ôi, có hai anh em ở nhà thôi à? Thế là vừa rồi sáng nay thì cấy xong hết chưa? Chưa hết à? Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đây, anh cho Hải đeo cá này. Thả con chó đi đi, nó thả đi, nó sủa quá. Chắc là nó buồn vệ sinh đúng không ạ? Thả nó đi, thả nó chơi thôi này. Đừng để cho nó vào nhà nhiều quá, nhớ vào nhà nhiều là phải tắm rửa cho nó nhá. Vâng. Tắm rửa chưa? Dạ. Tắm rồi à? Đấy. Tắm rửa cho nó thì nó mà vệ sinh trong nhà thì quát nó 2 lần thì nó sẽ chừa nhá. Vâng. Hôm nay là có em này ra ở cùng à? Vâng. Em thì là người ở trong làng hay là tận đâu? Ở trong làng này. Ở trong làng à? Vâng. Thanh niên này sinh năm bao nhiêu ạ?
Đang nay được bao nhiêu tuổi? 10 tuổi ạ. Được 10 tuổi à? Vâng. À, thế là hôm nay là gia hộ anh Hải với anh Sử là cái à? Phải không? Rồi, có vẻ như là bạn này mới gặp lần đầu các bác cho nên là hơi ngại một chút. Còn mấy thửa ruộng là chưa cấy hết? Dưới kia chưa có nước, chưa đi, chưa bừa đó. Chưa bừa được à? Vâng. À, thế hôm nay thì có đông người ra không hôm nay ấy? Có ạ. Có bao nhiêu người? 16 người. Có 16 người à? Vâng. À, thế 16 người thì cấy là nốt là buổi sáng sớm này à? Vâng. Đến buổi chiều là hết rồi à? Vâng. À, 16 người thì ở trong làng đó chứ? Ừ, trong làng thôi ạ. À, thế còn mấy cái thửa ruộng chưa cấy kia là chưa chưa bừa cái là chưa cấy được à? Vâng, chưa có nước thì chưa bừa được. À, thế có nước chưa bây giờ ấy? Chưa được. Chưa à? Vâng, đợi chú thửa ruộng nha, thửa của chú có nước xong thì chú mới cho nước vào trong thì mới à, bừa được. À, là làm nhà chú xong mới mình mới được lấy nước á? Vâng. À, thế là mày thử hôm nọ là anh Sử bừa với lại làm thì đã xong hết rồi đúng không? Xong rồi. À, thế là hôm nay là cái này là làm xong hết rồi. Vâng. Rồi. Nếu mà chia làm 3 phần thì xong 2 phần chưa? Xong rồi. Xong 2 phần rồi à? Vâng. Thế là ở nhà là đi xem nước nhá. Vâng. À, như hôm nọ em Sử, anh Sử có bị ngã ấy. Thế là đến hôm qua đến nay thì anh Sử không đi làm được gì cả. Đấy, và thấy anh Sử là nói là bị đau, thành ra là cho anh Sử là ở trạm dưới kia là khám mất rồi. Vâng. Là hiện tại là đang nằm ở trạm. Vâng. Thì có anh quay phim của anh là anh ở cùng. Vâng. Có lẽ là tối nay là em ở nhà một mình rồi đấy, tối nay ấy. Vâng, có bạn này. Có bạn, thế tối nay là bạn này ở nhà với Hải đúng không? Thế nên là tối nay là hai anh em trong nhà nhá. Vâng. Đi ngủ thì khóa cửa đàng hoàng mọi cái. Một tí là có phải đi xem nước không? Có ạ. Một tí là đi xem nước à? Vâng. Thế hai anh em thì đã ăn cơm chưa chưa? Cơm chưa? Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng. À. Đáng nghe ra là sáng nay cô bác nếu mà Sử không có Sử không có phải đi vào viện ấy, thì là hôm nay là cháu lực lên là ghi hình là nhà là làm công việc là cái ruộng ấy, nhưng mà phải đưa em Hải em Sử đi mất rồi, thành ra là không có ghi hình lại. Và dưới nhà của hai ông cháu thì thực sự ra cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi, nếu như cháu Lực không ghi hình thì rất là nhiều cô bác lại nói là cháu Lực chậm chạp về cái tiến độ mà làm nhà đấy, thì thành ra là cháu Lực không ghi hình được trong lúc mà đưa đón em Sử để mà đi vào trong bệnh viện. Đấy, kết quả của em Sử như thế nào thì cháu Lực sẽ tiếp tục là cập nhật và nói cho các bác ở những cái video sau. Còn là cái video này lên thì cũng chỉ nhắn nhủ với các bác rằng là em Sử hiện tại thì đang vào trạm xá. Ở trạm thì người ta cũng chỉ gọi là xem thôi các bác, để mà khám ký thì chắc chắn là chưa khám, xem là nếu mà chân của em Sử thì nếu mà cứ bị sưng to lên thì được sẽ phải đưa em Sử đi nơi xa để mà chụp chiếu hơn, chụp chiếu để cho nhìn biết là xương cổ là không có bị làm sao. Hay sợ rằng là sau này là sẽ bị ảnh hưởng các bác. Ôi, con chó này đuổi đi theo này Hải. Vâng. Thế sáng nay là cấy một buổi sáng là hết rồi à Hải? Vâng ạ. Hải ở nhà đi để ý đi xem nước để vào ruộng nhá. Vâng. Không à, nếu mà xem là mai anh Sử không làm sao thì anh Sử về. Anh Sử về rồi thì anh Sử là hôm nào có nước anh Sử đi cày sau. Vâng. Bây giờ đi về nhà dưới lấy cái lềm chứ nhờ. Vâng.
Ông ấy đi đâu rồi ông ấy? Không biết rồi. Ông với lại con là chú thì không biết là đâu hết rồi nhỉ? Thế là Liêm Hải là vấn đề đấy à? Vâng. Biết rồi. Hải là đi lấy củi, đi lấy cỏ. Em đi lấy củi thôi ạ. Lấy củi à? Vâng. Lấy củi tận đâu? Trên kia. Trên kia. Củi này vì đem về làm gì ấy? Đi nấu cắm lợn thôi ạ. À đem về nó cắm lợn à? Vâng. Trong lúc mà anh Sử đang vắng nhà thì một mình em Hải là khác ở nhà để mà làm những công việc mà thay cả anh Sử luôn đó cô bác. Tối nay thì sẽ có thêm là bạn trai, bạn nhỏ này là ở cùng với lại em Hải. Anh Sử thì chắc chắn là tối nay là không về được rồi cô bác. Bây giờ thì vẫn còn chưa biết là đã vào trong cái nằm chưa. Vừa rồi thì ở dưới kia thì là em quay phim của cháu Đức nói rằng là đang bác sĩ đang khám thôi. Bạn này là tên gì đấy? Sang. Sang á? Vâng. À Sang à? Cũng 10 tuổi mà nhìn dáng người cũng khá là nhỏ nhờ. Tóc thì dài rồi. Ồ đây là đi dép của anh Sử, là của anh Hải đấy. Của anh Sử hả? Đi dép của anh Sử à? Thế bạn này không có dép à? Dê lúc nãy để cho nhà kia không biết đi đâu rồi. À thả tối. Củi này là để đem về cắm, để nó cắm lợn à? Vâng. Em Sử vắng nhà là em Hải là khác một mình là ở nhà là làm những công việc mà thường ngày các em vẫn làm. Mọi khi thì có cả anh Sử làm ấy, thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Đấy nhưng mà khi mà không có anh Sử, em Hải là một mình lại làm mà vất vả hơn một chút. May là mấy hôm nay là con đang nghỉ hè rồi nhờ. Vâng. Nếu mà không nghỉ hè thì không ai làm rồi đấy. Ông thì hiện tại là cũng ra là ở riêng rồi, không có ở với hai anh em nữa. Cho nên là tất cả mọi công việc là anh em khác đều tự làm hết cả cô bác ạ. Cái này thì chặt lâu rồi à, cái này ấy. Chặt lâu rồi ạ. Cái này cành nhỏ thì có thể là đun luôn, cành lớn thì chắc là phải phơi khô đó nhỉ? Vâng. Những cành nhỏ làm một bó đi, cành lớn này làm một bó. Hai. Cành đứng thế chứ là làm bó rồi. Cành nhỏ này thì tối nay về là còn đun được cám lợn, còn cành lớn là để mà phơi khô xong là để nấu cơm. Vâng. Ôi bạn kia thì bị rách hết cả quần rồi. Quần này mặc từ bao lâu rồi? Mua được bao lâu rồi? Được mấy năm rồi? Hải thì hỏi xem mua được mấy năm rồi. Chỉ là do hắn đi nè. Không biết ạ. Không biết à? Ồ chắc là có thể là mua rất là lâu rồi là em ấy không có nhớ cô bác ạ. Thấy là bị thủng ở phần đít xong là mẹ là may lại cho.
Hôm nay thì thấy cậu vất vả không hôm nay ấy? Có ạ. Buổi sáng thì đi cấy nhỉ? Vâng. Tối nay mà ở nhà một mình thì Hải có sợ không ấy tối nay ấy? Không sợ đâu. Nếu mà một tí nữa xem là xong thì nếu mà không phải ở đấy thì anh cho anh xử là về. Vâng. Cho bác sĩ người ta bó lại xem nào, xem là người ta có bảo đi chụp X quang không. Vâng. Nhưng buổi sáng nay là cấy ở phần ở gần đường kia đúng không? Vâng. Mong rằng là sau này thêm vài năm nữa thì cuộc sống của các em sẽ thay đổi hơn cô bác. Hiện tại thì nhà cửa mọi cái thì cũng được các bác cô chú anh chị mạnh thường quân là giúp đỡ khá là đầy đủ rồi. Bây giờ thì chỉ cần các em cố gắng thôi. Còn như về em Hải thì chỉ cần cố gắng học tập thật giỏi thì sau này có thể là đi học thêm. Thì cái cuộc sống của các em nó mới thay đổi được cô bác ạ. Vừa nãy cầm đi một con dao thôi à? Vâng. Ở gần nhà bạn nhỏ mình chạy đi lấy thêm một con dao nữa để hai anh em chặt cho nhanh hơn. Cầm tí nó chặt thôi. Hả? À bảo em à. Vâng. Đây là em thôi chứ, đây là em thôi nhỉ. Vâng. Em là cao hơn em. Hả? Em là cao hơn em ạ. Cao hơn Hải à? Vâng. Bố mẹ bạn ấy thì còn chứ? Còn. Các em có người thì là gia đình người ta đầy đủ bố mẹ hơn, thành ra là biết cách chăm sóc hơn, thành ra là có thể là lớn hơn cô bác ạ. Cao hơn Hải à? Vâng. Hải ra kia chặt xong rồi ném vào đây này thì nó mới có chỗ để. Vâng. Hay ra góc bên kia chặt xong ném vào đây. Cái hôm nay là buổi sáng hôm nay là ai nấu cơm trưa cùng với lại những người gia hộ mình? Bảo chú về nấu hộ. Bảo chú với lại thím à? Vâng. À. Thím đi trả công người khác rồi. Thím đi trả công người khác á? Vâng. Thế là chú là chú nấu cơm à? Vâng. Có cả thêm là em của chú không? À không con đợi. Của chú không? Không đợi, chú một mình thôi. Một mình chú lên rồi à? Vâng. Hôm nay thì ông có lên hộ nấu cơm không? Ông ở nhà lấy cỏ cho cháu ạ. À, thế là hôm nay ông ở nhà lấy cỏ cháu à? Vâng. Xung quanh nhà này là của ruộng nhà ông cô bác ạ. Ruộng nhà ông thì có vẻ như là
có gia đình chú là phụ giúp với các bác, thành ra là trồng thì bây giờ cũng đã thấy là cây lúa nó là sống một chút rồi. Năm nay thì nếu mà không có được bà An Phạm và giúp đỡ cái mấy cây đấy thì phải nói là cái phần trồng này các bác này là của nhà hai anh em Hải Sử là vẫn chưa được trồng đâu. Cẩn thận nhá, giao vào nhau nhá. Đây là hôm nọ là trèo lên hẳn trên cây này để chặt xuống à? À, chắc là hôm nọ là ông thấy là nó bị che ruộng nhỉ? Hay ở trên kia nó là con gì mà màu xanh xanh nhỉ Hải? Trên kia kìa? Không biết á? Không biết là các bác có nhìn thấy không ấy, nhưng mà ở trên cái đoạn cây mà vừa mới chặt xong các bác có một ba con xanh 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 á. Màu nhìn trông rất là lạ. Hả? Đủ rồi à? Ừ. Nhưng mà đủ thì anh em mình nhà về thôi. Rồi nếu mà như không có các bác, cô chú, anh chị mạnh thường quân giúp đỡ hai anh em thì không biết là hiện tại là hai anh em là như thế nào nữa cô bác ạ. Ở đây là các bác giúp đỡ rồi, các em vẫn còn như vậy đấy. Nếu mà như không có các bác giúp đỡ thì phải nói là cuộc sống các em thì phải nói là thiếu đi cả tình yêu thương của người bố này, cả người mẹ này, có một người ông là ở với mình là duy nhất thôi. Thật nhá, hai anh em điện thật nhá. Cái bó kia có vác được đi luôn không? Bó này. Đúng rồi. Bó này cho em này vác. Thôi để dao đưa dao đây anh cầm cho. Đây. Đưa dao cho anh cầm đây. Đi cẩn thận nhá. Đây, cất dao đi. Đây, xong à, tí à, lấy lên sau. À, thấy là nhà chú là cũng thấy em của chú là dọn lại chỗ này rồi nhỉ? Con chú á, nọ lên thì là không có thấy dọn đâu bác ạ. Chú được nhắc nhở cho em ấy, cho hai em ấy dọn. Thật sự ra các em thì nói là nhắc thì các em mới làm các bác ạ. Nếu mà như không nhắc thì các em không có làm chỗ nào cả. Hôm nay ông thì đi đâu rồi Hải? Ông đi lấy cỏ cho cháu ạ. Ông đi lấy cỏ á? Vâng. Nhà ông thì bây giờ hiện tại là cái phần mùa vụ làm ruộng các bác, thì nhà ông cũng đã cấy xong rồi, cho nên là ông là có dư thời gian hơn các em.
Mùa này là đến mùa có măng măng này chưa Hải? Chưa rồi. Chưa? Vâng. Chắc là tầm tầm độ tháng là có rồi nhỉ? Vâng. Lợn này hai anh em cho ăn chưa? Chưa rồi. Chưa à? Vâng. Là bây giờ đi lấy củi về lại đến giờ cho lợn ăn rồi nhỉ? Vâng. Lại mới ra rồi là thấy chó bé rất là ghê của bác này, bé bé tí ghê ghê luôn. Tầm buổi chiều thì lên thì bắt gặp các em là lấy cỏ này này là nhiều quá bác, đi lấy củi này thì lấy cỏ là nhiều. Kèm theo đó thì là bắt gặp em là đi lấy đi làm đi cho lợn ăn. Nước này thì là về nhiều thế nhở, nước này ấy. Yeah. Ừ. Nguồn nước này thì là đến hôm nay thì về khá là nhiều các bác ạ. Cả bên này thì cũng chảy ra này. Bây giờ thì gần đến cái mùa nó rồi. Yeah. Nước này là cực kỳ mát nữa nhở. Yeah. Phải nói là cực kỳ mát nước để trong tủ lạnh ấy các bác ạ. Nước này. Ui gai, gai lại bay xa đi. Như gà rừng ấy kìa. Không phải ạ. Không biết ạ. Ừ. Ôi dồi. Về vừa về cái là chưa kịp vào nghỉ ngơi gì đã bắt tay là công việc khác rồi. Thế có lẽ là hôm nay thì sẽ không có anh Sử để hộ thì em sẽ làm là sớm hơn. Lợn này thì các em cũng cho cám vào cô bác ạ. Vậy thì lại cám khác à Hải? Cái này cho lợn bé. Cho con lợn con à? Có lợn con ăn ở ngoài chứ? Ăn ở ngoài thôi. Cái này cho thêm cám vào à? Không cho cám thì phải nói là lợn là nuôi cũng chậm lớn của bác ạ. Các em thì chỉ có cho một chút chút thôi. Đấy, con chó tí nó ăn cùng đấy. Con chó mà nó vào nhà ấy thì phải là thường xuyên tắm cho nó nhá. Vâng. Đi thanh niên đổi ngan ra đi. Ngan kìa. Chú ý vào nhà của ngan kia không phải là ngan của nhà Hải đâu nhỉ? Không phải ạ. Ngan của nhà ai đấy? Nhà chính kia. Chính kia? Không nhốt vào à? Đuổi nó đi luôn đi. Ngan của nhà họ ấy. Thế là đây có cái nguồn nước nó mát này cô bác ạ, thành ra là ra đây có 4-5 con liền. Đuổi đi. Ấy nó chui vào trong rồi Hải. Vâng. Làm cái máng nhỏ cho nó ăn ở đây à? Vâng. Mỗi lần con lợn con này ăn được tầm bao nhiêu gáo đấy? Tầm như thế này thôi. Như thế thôi à? Vâng. Tầm một nửa gáo đấy thôi à? Vâng. Đấy Hải bảo là chưa biết măng này. Đây măng này sắp có rồi đây này. Đây này. Cái măng này thì cây rất là to của bác ạ, măng này ấy. Măng này thì có thể là làm mà măng ớt được. Mấy nữa các em sau này nó lớn lên thì bảo em hai anh em Sử với Hải đi khai thác về để mà làm cái món măng ớt của bác. Chỉ cần các em lấy cho cháu được thôi, về nhà cháu được như thế. Bảo với lại mẹ cháu được để mà làm măng ớt. Có thấy là có một cây thôi nhỉ? Vâng. Con lợn này thì có vẻ như là lên cân khá là nhanh nhỉ. Bây giờ thì chắc là tầm được 7-8 cân rồi đấy cô bác ạ. Một
tí nữa sẽ cùng em Hải là đào một cái củ măng ở dưới ra, xem là một cái măng sẽ là như thế nào. Thế này là nấu luôn cả sáng mai à hay là như nào ấy? Nấu luôn cả sáng mai. Cả sáng mai luôn à? Thế là hôm nay là nấu nhiều hơn à? Vâng. Cho vào cái khác. Thế là cả lợn con là cũng cho chúng nấu luôn cả sáng mai. Vâng. Ra phía bên này thì cháu Lực cũng đã bảo với lại hai anh em rồi, lúc nào mà xong công việc thì là phát xung quanh nhà cho nó sạch sẽ một chút. Chứ để ung sụp bên này thì rất là rắn rết vào rất là nhiều. Cháu à? Vâng. Nó nghịch quá thì lại xích nó lại, cho nó đi vệ sinh xong rồi lại xích nó lại. Vâng. Cẩn thận tí nó đổ ấy. Vâng. Đấy, bỏ ở trong cái ấu cái đĩa đen kìa. Vâng. Thùng đen kìa. Công việc nhà các em thì thật sự ra cái mùa này các bác ạ là cái mùa mà không phải là riêng nhà các em đâu, mà là hầu như là ở thời điểm hiện tại thì nhà nào thì cũng đều rất là bận các bác ạ. Bận là người ta bận làm nương làm ruộng này, nếu mà như mùa này để mà đi tìm người thuê đấy, thuê về làm ấy rất là khó, chỉ có độ tầm là 6-7 người thôi để mà thuê được, đông thì không có thuê được. Thứ nhất là một phần là người ta về lấy công này, người ta muốn đuổi công là nhiều hơn, nhưng mà lúc nào mà làm hết cái công việc của nhà mình ấy, thì là đến lúc đấy là lại có thêm nhiều người là đi làm hơn. Như hai con to thì cho nó ăn tầm độ tầm bao nhiêu? Tầm như thế này thôi ạ. Cũng chỉ là một xô thế này thôi à? Vâng. Năm nay học đến lớp 9 thì cố gắng học nhá. Vâng. Ở hè là ở nhà là cũng phải học nhá. Vâng. Không, có một số các bác nói rằng là muốn đi tìm thì giáo dạy kèm với các bác. Nhưng mà thật sự ra ở trên xá đấy thì hầu như là thầy cô người ta giới xuôi về là dạy thôi, chứ không phải là thầy giáo ở trên này mà dạy đâu. Nếu mà có thầy giáo ở trên này thì người ta lại mùa này người ta có việc khác đấy. Người ta có việc khác, người ta đi chơi du lịch ấy, thành ra là người ta cũng không có ở trên em ấy. Cho nên là để tìm thầy kèm dạy cho các em thì rất là khó. Xách được không? Được ạ. Ở trên này nhà nào làm gì đấy Hải? Ừ. Trên này thấy người ta hô hào kìa. Biết ạ. Ui, con lợn này thì phải nói là công nhận của bác ạ. Lớn rất là nhanh. Con lợn ở phần phía ra bên tay phải của cháu Lực ấy. Nói là các em nuôi lợn là rất là bắt mắt đấy cô bác. Nhìn con nào con đấy cũng rất là đẹp và rất là khỏe mạnh. Con nào con đấy cũng lớn tướng. Cái con kia thì đợt mua về nó rơi vào là 21 cân là bao nhiêu đấy. 20 cân, gần 21 cân hay sao ấy. Không có nhớ mang máng như thế. Không nhớ đâu, chỉ nhớ mang máng là thế thôi. Vừa ăn lại vừa vuốt nó à? Con kia có vẻ như nó sợ hơn nhỉ? Ừ. Con này kia nó có vẻ nó sợ hơn các bác ạ. Cái chuồng này lúc nào thấy lên là cũng rửa sạch sẽ nhỉ? Được. Chuồng này thì là bao nhiêu ngày rửa một lần? Một ngày. Một ngày rửa một lần à? Hai ngày. Ngày nào mà không bận thì là ngày nào cũng rửa, còn ngày nào mà bận thì là tầm 2-3 ngày rửa một lần nhỉ? Được. Thấy nghe thấy tiếng lợn ăn. Đấy, em Hải còn vuốt ve được cơ cô bác. Con lợn ở bên này là nó là thuộc dạng là lợn nái, thì sau này nó sẽ đẻ.
chưa phối giống cho nó lần nào à? Chưa đi phối giống à? Chưa đâu. Công việc này thì là không phải là các em năm nay mới làm cả các bác ạ, mà là các em biết làm từ rất là sớm rồi. Ở nhà thì không chăn nhiều ấy, nhưng mà cũng chăn độ tầm là đến 2 đến 3 con. Con này là con lợn, con này thì chắc là em sửa mua về là để lấy giống sau các bác ạ. Lợn này là con lợn này là lợn đực. Gà thì mấy mày nó chưa vào chuồng mấy đâu à? Anh nhìn thấy có một con là tít như kia. Chưa đâu. Bây giờ nó biết ở chuồng chưa? Biết rồi. Biết rồi à? Vâng. Này cố gắng hai anh em là nuôi hai con lợn này lớn lên là đi đuổi được một đàn lợn nữa rồi. Con lợn ăn xong rồi à? Xong rồi. Hai anh em mình đi đào cái củ măng kia xem đi nhờ. Vâng. Xem là củ măng là đã chuẩn bị là thu hoạch được chưa? Nhưng mà thu hoạch được thì bảo các em là thu hoạch dần. Có bao nhiêu thì sẽ làm bấy nhiêu. Thanh niên kia đâu nhỉ? Bảo nó lấy, bảo lấy cuốc đi. Vâng. Có sắp beng không? Nhà có sắp beng không? Ở nhà có sắp beng không? Cái chọc xuống này. Có nhưng mà ở nhà cũ rồi. Ở nhà cũ á? Vâng. Bảo thanh niên cái đi lấy về đi. Thì mới làm được. Mới lấy được. Em kia không biết ở đâu đâu. Không biết á? Thế em có biết không? Có. Thế em đi lấy về nhá. Vâng. Cho mà lấy về để anh chọc không? Cái củi này thì là hôm nay Hải đi lấy về, vừa rồi đi lấy về cô bác. Để mà ngày mai là nấu cám lợn chắc là để dành. Còn là cám lợn ngày mai thì là em Hải là vừa nãy là nấu là để dành rồi. Loại măng này to lắm cô bác ạ, măng này. Lại lấy xe beng về chưa? Dạ. Rồi. Cho anh mượn xà beng này. Ui. Cái này đi bán một cây này thì cũng được 20-30 nghìn nhỉ, một cây củ này. Vâng. Ui à. Anh bẻ máy không được. Cảm ơn anh lại đào thêm. Không biết ạ. Ôi, anh vừa bập phải một cây non non này. Đây là hôm nọ mình để cái đất này trước này, thành ra là nó mọc trước anh nhỉ? Vâng. Mượn xà beng. Hải xem được chưa? Chưa được. Ây da.
Ôi ôi. Sao ấy? Tay anh đập vào chỗ này. Này. Được có một ấy thôi, đây còn đây này. Này nè. To nhỉ? Vâng. Nào. Ôi, cái này hình như là cứng của nó rồi Hải ạ. Vâng. Được đâu. Thế đào một cây hai cây? Không biết ạ. Hả? Không biết ạ. Đào cả hai cây nhá. Vâng. Ôi ôi. Bầy mẹ rồi. Ủa. Hôm nay nó chuẩn bị có thêm cây non đây này Hải đây. Vâng. Nhưng mà chỗ này có đá hay sao? Có đá này. Vâng. Ui. Đá to quá. Ai được rồi. Wow. To quá. Đây. Vừa với em Hải đào được hai cục măng khá là to và cái măng này thì để mà nấu và vịt về nó rất là ngon. Hồi giờ đi rửa tay và chân đã Hải ạ. Vâng. Không biết là dưới xuôi thì đến cái mùa này các bác đã có loại cây măng này không? Vừa rồi thì cây này thì đào được hầu như là đến tận gốc này. Cây này thì không được các bác ạ. Này thì mấy nữa đến mùa thì hai anh em đi lấy về được ấy thì là bảo anh nhá. Vâng. Hiện tại thì nó còn đang đầu mùa đó các bác ạ. Bảo các em lấy về rồi thì sẽ để mà làm mà măng ớt. Nếu mà các cô bác anh chị nào mà có thích thì cháu được sẽ gửi cho. Vậy còn vừa rồi thì cũng cùng Hải là làm mà một chút công việc là hàng ngày của em thì xong rồi các bác ạ. Con này có vẻ rất là quý Hải nhỉ. Thế là bây giờ là hai anh em là khác nấu cơm à? Vâng. Thế là tối nay hai anh em là khác ở với nhau nhá. Vâng. Có như nào thì là cầm điện thoại đấy thì là gọi cho anh luôn nhá. Vâng. Đấy và đặc biệt thì em Hải có Facebook rồi, Sử có Facebook rồi. Vâng. Nhá. Vâng. Và khi mà có những cái tin nhắn giả mạo người khác hay là giả mạo với anh thì là đừng có trả lời nhá. Vâng. Một là gọi luôn. Nhá. Vâng. Gọi luôn, gọi fake time, gọi bằng nhìn mặt với nhau đấy. Vâng. Thì để mà nhìn đúng anh không thì là mới trả lời nhá. Vâng. Nếu mà như có một người nào đấy bảo là alo Hải à, anh Lực đây, làm hỏi để mà bảo là các em bắt một con gà hay là như nào đấy thì là phải điện nhá. Vâng. Có mặt anh thì các em mới được làm nhá. Vâng. Đấy và chắc chắn là anh sẽ không bao giờ là bảo với lại hai anh em là bắt gà xuống cho anh để làm gì cả. Vâng. Đấy. Vâng. Hai anh em là để nuôi, còn là nuôi không được mà tự dưng bắt gà xuống cho anh thì nó là điều rất là kỳ. Vâng. Đấy, để cho tránh trường hợp về sau là các em lại nghĩ là anh bảo các em là lấy cho anh thứ này thứ nọ chẳng hạn. Vâng. Có những cái gì mà các em cho anh thì anh còn phải gửi lại tiền cho các em chứ không phải là anh lấy không đâu. Vâng. Đấy. Còn là thí dụ măng
Mang này thì tí cho anh xin một cây nhá. Vâng. Anh cái mang này thì là cứ lấy 2 cây. Thôi anh lấy 1 cây thôi, để cho cây là hai anh em các em ăn. Vâng. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Đấy, và anh dặn thêm một lần nữa này, và tối nay có chuyện gì thì điện cho anh nhá. Vâng. Điện cho anh lập tức nhá. Vâng. Khi mà đi ngủ ấy, cổng kiếp mọi cái là phải khóa đồng hoàng nhá. Vâng. Cháu Lực cũng chỉ biết là dặn dò cho các em như vậy thôi. Không biết là nó sủa cái gì đây nhỉ? Trong này có cái gì sao ấy? Có cái gì ấy? Con này cứ sủa thôi. Con này tên là gấu à? Nhìn nó giống rất là giống một con gấu cực kỳ của bác này. Đấy, còn cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Để ngày mai xem là cái tiến triển là vết thương của em Sử như thế nào thì cháu Lực sẽ tiếp tục là cập nhật cho các bác đã cùng biết. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và cảm ơn các bác đã gửi những cái lời động viên cũng như là cái lời nhắc nhở cho hai anh em. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào hai, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.